Tôi xin thêm 2-3 phút để tôi trả lời nốt cái mail đã, không tự dưng mail công việc có đến nó không thể không trả lời được. Rồi ok. Má tự dưng công việc nó lại dồn về nhiều quá, đang phải lo giải quyết cho nó xong đi đây, tập trung. Đang có cái gì đây nhỉ? Gì đây ta? Erg Finder, các bạn biết là cái gì không? Erg Finder. No. For Demacia. Here comes the boom. Noxus will rise. Rồi đây, tôi comeback ở đây. Đây, comeback ở đây. Sorry anh em, vì tôi vừa phải an tap ra bên ngoài nên là cái khung hình nó hơi giật một chút xíu. Bây giờ mà tôi để cái con chuột ở bên trong cái cửa sổ của Liên Minh Huyền Thoại thì nó sẽ hết giật ngay mà.
Hoàng sư. Thở, ok ok bị thở vào mic, ok ok. Tôi không thở vào mic nữa rồi, tôi đổi lại cái mic là ok ngay mà. Kiếm ép. Thằng này kiếm ép. Kiếm ép. Lấy kiếm ép. Tôi sẽ lấy giọt nước mắt. À cái cung cung này đi. Quá ngon. Hình rồi ngoạm đi, đúng rồi mẹ. Nidalee mà phun đồ là khỏe phết đấy, đừng đùa. Tí nữa tôi sẽ bán con Nidalee đi để dồn cho con khác. Tí sẽ bán nó đi để dồn cho con khác. Khazika. Không có nhu cầu. Không có nhu cầu chơi con Khazik ấy. Bắt về phí tiền lắm. Kinh nghiệm mà làm sao có để dồn nó tiền nó tròn trục càng nhanh càng tốt. Sao con này để tiền up cấp nhanh thế nhở? Blade khỏe, ok ok, Blade khỏe nhá, đánh luôn này, đánh luôn Blade này. À, tôi đánh Blade nhá, đây tôi có một Blade, đây có một Blade rồi nhá, ok được rồi. Cái nào nhỉ? À, con này là Blade. Đồ nữa đê. Đồ. U má.
Tròn tiền để làm gì á? À vì cái tính cách của tôi là tôi thích cái gì nó phải tròn trịa, chứ tôi không thích nó lẻ lẻ. Nhìn tròn tiền cho nó, cho nó nhìn cho nó đỡ ngứa mắt thôi, cũng không có cái gì cả. Thói quen đấy mà, thói quen cá nhân đấy mà người anh em. Không hiểu sao hôm nay chơi thời tiết là mát mẻ sao mà gặp nhiều quá. Mẹ gặp đúng thằng chó Cassadin. Đánh như đeo lên được mana ức thật. Cắn mày, cắn mày, cắn mày, cắn mày, cắn mày, cắn mày. Ôi trời ơi, người lùn. Ôi con set kiếm khách thì quên không mua rồi. Cũng kiếm khách này. À thôi thì tí tôi bắt bù nha, để tí tôi bắt bù kiếm khách nha, để tí nữa tôi bắt bù kiếm khách. Cho ánh nắng ban mai là một sớm bình minh. Tròn trịa. Thôi xong. Wow. Mẹ nhiều CC thế. Mỗi một cái sổ gì thì mà rõ nhiều CC. Rõ nhiều CC. Quay chết con mẹ mới luôn. Ai. Mày thế không bị choáng. Đi vào cái vòng của con Kennen mà con bị choáng, nhưng mà ghét thật mấy cái bọn người lùn nó. Nó né nhiều quá. Ức đéo chịu được. Ngoạm mà chết bạp, ngoạm 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 ngoạm. A, một máu kìa. Wow, đậu đỏ thế nhờ. Liệu là còn lại gì sau cơn mưa? Còn cái gì sau cơn mưa? Úi giời ơi! Còn lại gì sau cơn mưa? Đi ra đi được mà, con đi ra đi cũng ổn. Tạm tạm. Gọi là tạm tạm. Cố gắng giữ thế ba noble. Lúc nữa tôi đổi sang bộ khác sau. Cho ánh nắng ban mai là một sớm bình minh, cho những đêm trăng đẹp là chị hằng tươi xinh ạ. Ôi ôi cấp 6 này. Toàn những người biết chơi lên cấp cao thế. Ờ
cho những đêm trăng đẹp là chỉ hằng tươi xinh ạ. Cây cho trái và cho hoa nè, sông cho tôm và cho cá này. Cấp 6 này, cấp 6, cấp 6, cấp 6, cấp 6, cấp 6 này. Đem dụ cho bông lúa, chim tặng lời gieo ca. Anh bộ đội đến nhà, cho em khẩu súng lục. Tình hình là rất là bất thình lình này. Thiểu năng á, trông tôi thiểu năng lắm à anh em, thật sự tôi cảm thấy thật sự là tự ái sau những cái lời bình luận của anh em, thật sự tự ái. Ít mấy con đam chính bị đóng băng từ đầu đến cuối thì hao thu thở, hao thu thở, hao thu thở như nào, như nào, như nào, phản loái cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, như nào, như nào, như nào, úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi, úi rồi ôi. Sắp sửa bán con Nidali rồi. Giải tán con rán rồi, giải tán quốc hội rồi. Bình tĩnh anh em, tôi gỡ đây, tôi gỡ đây, bình tĩnh, tôi bỏ ngay cái hai con hoang dã bây giờ đây mà. Chơi bời gì nữa. Úi giời ơi, lần này anh em phải nhớ nhắc tôi có thìa nhá, mẹ tôi chơi tôi toàn quên rồi đấy. Đó, em cậu đúng nục mà. Cậu ta cho bằng đạn. Bằng sóng làng, chết, well. Quên thì cũng bỏ con ven xuống dưới để con ven ở bên trên. Thì có một cái thì kinh nhở, ma Katsadin 3 khó ỉa kinh khủng. Ôi vai Kalin nhức răng thật chứ. Mẹ đồ nó thế này thì thở thì đéo được. Katsadin thì mẹ bất tử à? Phải cả trường. Đồ many try, many try. Anh em nhớ phải nhắc tôi có một cái thìa đấy. Nhớ là phải nhắc, nhớ là phải nhắc. Tăng tốc độ bắn lên đi. Đấy, 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 bắn này, bắn này, bắn này, bắn này. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Bắn. Ôi, ôi, ôi. Choài, 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 choài. Bán máu thêm phát nữa. Bán thêm phát máu nữa rồi tính tiếp.
Sorry anh em, sorry anh em. Thằng này có hai phong thần kiếm à, hai phong kiếm à. Khắm nhỉ. Bây giờ tôi mới biết là hai phong kiếm cho vào một con thì nó vẫn có tác dụng. Hai phong kiếm cho vào một con thì vẫn đã hất được hai con lên rồi, hai hai. Coi như là biết thêm được một cái điều thú vị. Ui Solari này, toàn đồ ngon này, ui thìa này. Ôi, châu đục uống nước chậm rồi, bây giờ cũng chả đến lượt mình đâu. Mất Solari, mất một cái thìa. Từ nãy giờ cố gắng tập trung rồi đấy. Kindred mất. À à à, mình vẫn đi sau hai cái thằng lìn héo này. Tỷ lệ nhặt được thìa là bằng con số không. Vâng. Lady and gentlemen, họ lấy con Kindred vậy. Về Kindred 2. Các ông cứ làm cho nó để Anivia cho các ông nhặt được nguyên tố đấy. Bơ tiên sư cứ làm như dễ lắm ý. Tôi còn thích Anivia hơn các ông nhiều. Không hề đơn giản các bạn ạ. We are at war. Do not forget it. No cure for fools. I was forged by winter. Thế là thế đéo nào. Cái gì, cái gì, hai con rồng lộn, hai con rồng lộn, hai con rồng lộn. Ôi ôi, bắn làm cái gì. Bị gặp ngay tim rồng và counter cho, trời ơi. The dark should fear me. I was told. Cảm giác là có cái gì nó không đúng. Có một cái gì thiếu thiếu. Nó thiếu thiếu một cái gì đấy. Kenen. Swiftly now. The dark. 1, 2, 3, 4 con này không bỏ được. 3 con này không bỏ được. Con này bỏ được. À đây như thế này. Đó. Chấp nhận mất một băng cuốc. Mất một băng cuốc. Chúng ta sẽ mất một băng cuốc các bạn ạ. Nếu mà lên lợn 2 thì sẽ suy nghĩ. Bởi vì bây giờ có bộ ma. Mình cho vào như này thì mình sẽ được nhiều bộ hơn, khỏe hơn. Ê, chết chết chết. Xui mình bỏ Lee Sun ra ra thế này thì chết tôi rồi. Xui mình bỏ Lee Sun ra đi thì chết tôi rồi. Xoay. Em làm mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu. Có nên không ta? Có nên không ta? Có nên không nhỉ? À, hai ác quỷ lên 3, từ từ. Thêm thời gian suy nghĩ đi, mình còn một lần đi chợ nữa mà. À, có cái đai lưng là 4 băng cuốc cái gì, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.
Thích mà, bốn băng quốc thì ai mà chẳng thích. Thực ra là lắp huyết kiếm cho Kindred là cái thứ rất là không cần thiết. Bởi vì Kindred bao giờ nó cũng đứng ở phần trung tâm. Nó không bị mất máu đâu mà cần huyết kiếm. Nên là Kindred đứng ở trung tâm ấy, bao giờ các bạn cũng nên lấy cho nó đây là kiếm lá cờ Zeke, lá cờ Zik ấy thì nó sẽ hiệu quả nhất. Lấy Demon cho Ad á, bình thường thôi, chưa hay. Chưa hay lắm, chưa hiệu quả lắm. Xong rồi đấy, nói chung là cái bộ của tôi cũng chỉ đến thế này thôi, nó không hơn được nữa rồi. Mắc tầm rồi. Đã lại lấy cắt phép cho con này hơi buồn cười. Đang muốn lắp thêm cho nó một cái ngọn giáo Sojin. Ông mày đánh người lùn lại đi cùng với Element ạ, hơi lạc quẻ. Thằng rồng này thì cũng bình thường. Tí đã phải xếp ngược cái team bên kia. Phải xếp lệch team bên kia. Má gặp cái thằng rồng. Mày thế bất tử kìa. Rồi. Ui. Nhìn mấy con rồng này khét nhờ. Xin nhẹ top 8. À nó sắp chết rồi. Thằng này kinh đấy. Nhưng mà nó sắp chết rồi. Xe du ăn lợn này. Quá ngon, tôi còn đang ước còn chặt được này. Tôi mà ước được tôi nhặt được cái sẻng nữa thì đúng thật là không còn gì để nói, hết chuyện để nói rồi. À xếp qua bên này. Đấy, đéo là oan ra ngõ hẹp, gặp cái thằng lìn héo ấy thế nhở. Bất tử nhanh lên, nó bắn chết cả team bây giờ. Cung thủ của mình bị làm sao ấy nhở? Bắn nó không được tốc độ đánh ý, nó không lên ý. Rồi, rồi chết rồng rồi. Rồi, ok, chết rồng là ok rồi. À như vậy là hai nhà đánh rồng à? Hai nhà đánh rồng à? Trên này thì lấy đâu ra thì mà chơi? Trời ơi, tôi khổ lắm bà con ơi. Xin con Anivia thì xin thôi, những cái tầm này. Hết cái để bắt rồi đây. Đấy, biết ngay mất Anivia. Thế biết phải lấy cái gì? Đúng ra phải lấy con này 5 tiền này mà nó bị nó lấy mất mẹ rồi. Lấy con này 3 tiền rồi. Tôi muốn để tiền up cấp. Thật, tôi muốn để tiền up cấp lắm luôn ý. Con nên đợi đến cái con này không nhờ. Hạt mưa rơi bùa vây trái tim hiu quay. Bao nhiêu đàm. Chết. Biến thành băng cua các. Nhưng mà tôi tiếc cái thìa lắm. Tiếc lắm. Tôi thà để tiền tôi lên cấp là tôi còn cái đội hình này nó còn tròn trịa hơn. Tôi tiếc cái thìa của tôi lắm. Đang cố gắng dướn đến cái tơn ấy này. Dướn đến cái tơn rồng này. Hy vọng nó ra đồ này. Vẫn thìa ở đây này. Thìa nó ở đây này. Chả ở đâu xa cả. 54 tiền sau tơn này lại cần 52 tiền. 52 tiền. Gặp bố này cũng mệt phết đây. Hay quá, có một con chết thẳng kìa. Bật lên. Kindred. Ok. Vẫn đang
cố gắng chờ đến con rồng mà. Trường hợp này không có thiệt thì thôi, tôi biến một con thành con, tôi biến cái con này thành Darkin đi, để nó nhả cái Darkin này ra, tôi biến một con khác thành Darkin. Sao cũng được mà, nhiều cách mà. Cùng lắm thì tôi cho con Ash cầm cái cuồng cung Runin được. Trời ơi. Trời. Vứt cho Ash. Vứt cho Ash. Được chưa? Khổ quá. Cái gì cũng có cách giải quyết của nó mà các ông cứ bùn nua nên để làm cái gì? Bình tĩnh thôi. Tôi còn chả mất bình tĩnh thì thôi, các ông cứ mất bình tĩnh làm cái gì? Được chưa? Tôi ghép đồ này đã ổn chưa? Các ông cho tôi xin một cái ý kiến. Ghép như này là đúng chuẩn chưa ạ? Cái này gặp thằng rồng này vẫn đang là một cái gì đó rất toang cái này. Giết được con rồng kia là cực kỳ mệt mỏi với nó này, thấy chưa? Chắc là đánh với rồng thì phải xếp lại. Ra gì? Ơ. Ôi trời ơi. Cái ông kia ông còn bảo là đóng băng rồi còn nắp. Thứ nhất là ông biết sai chính tả. Nó là lắp chứ không phải là nắp. Thế bây giờ tôi hỏi ông, trong trường hợp nó không đóng băng được thì làm sao? Nó được giải giới vẫn tốt chứ sao? Nẫu ruột quá. Đóng băng rồi còn nắp giải giới. Thừa đồ thì vứt thôi chứ có cái gì đâu.